mới có những chút răn đe ở mức độ để mà để cho đương sự những người mà phản đối rút kinh nghiệm. Các già làng không phải là thần minh nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng. Tối tối trong những ngôi nhà sàn bình yên bên chiếc lửa hồng, những người già thường tới nhà già làng trò chuyện. Già làng là trung tâm đoàn kết, là kho báu thực hiện sản xuất và sinh mệnh ứng xử, ứng xử với thiên nhiên khi sấm sét lũ lụt, khi mưa to bão lớn, khi núi đổ sụp sạt, có sự sự biến hóa khi vận chuyển vận tải. Già làng là tuyến từ đồng اللغة الشعبية فن من الفنون متنوعة بكلماتها وأوزانها وألحانها وكذلك الأمر في مضامينها. وللحديث عن الأغنية الشعبية على نحو موسع كان لنا لقاء مع الدكتور إدريس جرداس.